bạn nên làm gì khi xuất hiện khối u ở vú? Nhiều tình trạng có thể gây ra u ở vú, bao gồm cả ung thư, nhưng hầu hết các khối u ở vú là do các tình trạng bệnh lý khác. Hai nguyên nhân phổ biến nhất của khối u vú là tình trạng vú xơ nang và u nang. Tình trạng xơ nang gây ra những thay đổi, không phải ung thư ở vú có thể khiến chúng trở nên vón cục, mềm và đau. U nang là những túi nhỏ chứa đầy chất lỏng có thể phát triển trong vú. 1. Các yếu tố nguy cơ gây ung thư vú là gì? Độ tuổi của phụ nữ là những yếu tố nguy cơ chính của ung thư vú. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nguy cơ mắc bệnh ung thư vú của bạn là do sự kết hợp của nhiều yếu tố. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến nguy cơ của bạn bao gồm tuổi người phụ nữ. Hầu hết các bệnh ung thư vú được phát hiện ở phụ nữ từ 50 tuổi trở lên. Một số phụ nữ sẽ bị ung thư vú ngay cả khi không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào khác mà họ biết. Có yếu tố nguy cơ không có nghĩa là bạn sẽ mắc bệnh, và không phải tất cả các yếu tố nguy cơ đều có tác động như nhau. Hầu hết phụ nữ có một số yếu tố nguy cơ, nhưng hầu hết phụ nữ không bị ung thư vú. 2. Các yếu tố nguy cơ bạn không thể thay đổi. Tuổi, nguy cơ ung thư vú tăng lên theo tuổi, hầu hết ung thư vú được chẩn đoán sau 50 tuổi. Đột biến gen, thay đổi di truyền, đột biến đối với một số gen nhất định, chẳng hạn như BRCA1 và BRCA2. Những phụ nữ được thừa hưởng những thay đổi di truyền này có nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng cao hơn. Tiền sử kinh nguyệt sớm trước 12 tuổi và bắt đầu mãn kinh sau 55 tuổi. Bộ ngực dày, vú dày đặc có nhiều mô liên kết hơn mô mỡ, đôi khi có thể khiến bạn khó nhìn thấy khối u trên trục quang tuyến vú. Phụ nữ có bộ ngực dày dễ bị ung thư vú. Tiền sử cá nhân bị ung thư vú hoặc một số bệnh vú không phải ung thư. Phụ nữ đã từng bị ung thư vú có nhiều khả năng bị ung thư vú lần thứ hai. Một số bệnh vú không phải ung thư như tăng sản không điển hình hoặc ung thư biểu mô tiểu thủy tại chỗ có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn. Tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vú. Nguy cơ mắc bệnh ung thư vú của phụ nữ cao hơn nếu cô ấy có mẹ, chị gái hoặc con gái, người thân cấp 1 hoặc nhiều thành viên trong gia đình bên mẹ hoặc bên cha của cô ấy bị ung thư vú. Có người thân nam giới cấp độ 1 bị ung thư vú cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở phụ nữ. Điều trị trước đây bằng cách sử dụng xạ trị, những phụ nữ được xạ trị vào ngực hoặc ngực như điều trị ung thư hạch Hodgkin trước 30 tuổi có nguy cơ cao bị ung thư vú sau này trong cuộc đời. Những phụ nữ dùng thuốc GST Becho được dùng cho một số phụ nữ mang thai ở Hoa Kỳ từ năm 1940 đến năm 1971 để ngăn ngừa sẩy thai có nguy cơ cao hơn. Nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố khác như hút thuốc, tiếp xúc với hóa chất có thể gây ung thư và thay đổi các hormone khác do làm việc ca đêm cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú. Sàng lọc ung thư sớm được coi là biện pháp hoàn hảo trong việc phát hiện và điều trị kịp thời các loại ung thư vú, giảm chi phí điều trị và nhất là giảm tỷ lệ tử vong ở người bệnh. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là đơn vị luôn đi đầu trong hoạt động triển khai áp dụng công nghệ vào sàng lọc ung thư giúp xét nghiệm gen, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm các chất chỉ thị sinh học phát hiện khối u sớm. Mong rằng những kiến thức được gửi tới bạn sẽ giúp bạn một phần nào đưa ra được những quyết định sáng suốt và kịp thời.